thì như hồi nãy anh CY cũng đã chia sẻ với tụi em rồi, thì đây là một cái gọi là dự án rất lớn của McDonald's Việt Nam cũng như là Vincom Mastery của chúng ta, cũng là cái vinh dự mà mình là cái store đầu tiên mình upgrade lên một cái level mới. Vậy rất là tự hào, cũng như mấy anh chị phía leadership rất tự hào, cũng như là tin tưởng là team của mình sẽ làm tốt nhất. Thì ngày lên trên này chị hy vọng là cả team kitchen cũng như team service chúng ta sẽ đem đến những cái burger chất lượng tốt nhất, trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Ok. Nhưng mà cái bánh mới này thì tôi thấy nó xốp hơn, mềm hơn. Nhóc con tôi cũng hay thích ăn bánh lắm. Vỏ bánh thì xốp, theo cảm nhận của tôi là vậy. Em thấy thì cái bánh này nó có một cái lớp dày hơn là cái bánh cũ. Để mấy ăn cái kiểu này nó sẽ ngon hơn. Nếu mà được đánh cho cái thang điểm từ 1 bánh 10 thì có thể là em sẽ cho 10 trên 10. Thì em khá là hạnh phúc khi được nhận được cái sự đồng nghiệp và đón mừng của khách hàng khi có cái sự kiện Bad Burger tại cửa hàng hôm nay. Và em cũng thực sự rất là trân trọng cũng như là cảm thấy rất là biết ơn khi mà có cái sự tham dự của các anh chị từ phía tổng công ty xuống và nhận được những cái món quà rất là có ý nghĩa đối với cửa hàng của em. Qua cái sự kiện Bad Burger này thì em cũng mong nhận được cái sự ủng hộ của mọi người nhiều hơn nữa. Vâng, em cảm ơn. Thank you very much, VM team, okay, RGM Shane, MIC, Christina, and also Wendy, okay, and of course our supporting team today. Yeah! So we have a very good start, okay, for the first 2 hours of piloting. Definitely, we, by our observation, the quality has been delivered well, okay, but let's keep it consistent throughout the rest of the day. And as an appreciation to all the effort and you know all the timing for preparation to get the operations well and deliver the best quality, on behalf of McDonald's Vietnam, congratulations for a successful pilot and being the first store in Vietnam market delivering best burger. Okay.